Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử review một con game mới ra có tên là Cung Đình Kế 360 Mobi, mới ra sáng nay lúc 10 giờ ngày 30 tháng 5 thứ năm. Và sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Đây là nhân vật, đây là cung nữ Anla. Đây là một người hầu rất thân thiết khi mà các bạn chơi game và chọn main nữ. Chủ nhân có thể chơi theo chính tuyến. Tham kiến hiền phi nữ. Mình sẽ tiến hành review nhanh. Còn mấy cái đối thoại cốt truyện thì mình sẽ bỏ qua nó. Có gì thì các bạn tự đọc nhé. Chúng ta sẽ mặc trang phục này, mặc trang phục bằng cách kéo vào đây. Còn có sợi dây chuyền hoàng thượng tặng, chủ nhân hãy đeo vào đi. Có rất là nhiều phụ kiện, thời trang thì khá là đẹp, có hiệu ứng chuyển động. Chủ Đây là nhân một mặc tựa vào game có thể được 2D, xinh đẹp, cho chủ nên nhân là người là xinh đẹp nhất. đồ họa cũng không thể sắc nét được như là 3D, nhưng mà với hiệu ứng chuyển động này thì có thể ok rồi. Mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ. Mới đầu vào game thì các bạn chỉ có làm nhiệm vụ theo nhiệm vụ Ngự chính hoa tuyến thôi. viên dưới cây thủy tiên. Mình sẽ skip nhanh mấy cái Đại đối nguyên thoại này công nhé. đường đang nở rộ. Nhìn qua thanh. Đấy, chúng ta cứ bấm vào cái nhiệm vụ này thôi. Nó sẽ tự Đại dẫn thần đường ơi. cho chúng ta. Con mèo rất là đáng yêu. Chúng ta cho ăn bằng cách là kéo ngón tay đưa vào miệng con mèo. Mình Mẹ thấy con đồ kia là họa con ai? này cũng khá là dễ thương. Mới đầu vào game thì các bạn có thể nhìn thấy giao diện game khá là rộng. Tất cả những Sau tính khi năng, cô chức bận năng rộn thì năm qua, để nó nhân tiện ở hiệp màn hình hội, chính hết. chuẩn bị kêu Ala chủ. Nương nương, không xong rồi. Đây các bạn có thể thấy là tất cả các tính năng sẽ ở bên ngoài màn hình hết, không như ngôi sao hoàng cung với lại mộng hoàng cung là chúng ta phải bấm vào cái này rồi vào cái trong đấy nữa, chứ giao diện ở đây thì nó hiện hết lên tất cả màn hình. Thiếp xin thỉnh An Thái. Cũng lâu lắm rồi mình không Ala bị quan, làm cô clip nàng trò ông vừa chuyện định như thù thế báo này, chưa không gì? biết các bạn nào còn nhớ Hoàng giọng của thất, mình không. ngươi không, Thái hậu. Ở Mộng Hoàng Cung thì nhân vật main nữ chính của chúng ta là, còn sang Cung Đình Kế thì Lăng Nhã đã trở thành Thực tiễn, đa tạ Thái hậu hoàng nương nương. đã trở thành Thái hậu, và con của Lăng Nhã là Bác Giả đã trở thành Hoàng thượng. Và các bạn chơi nhân vật nữ thì sẽ hóa thân thành cái gì, Hà Hà Tiêu Thị hay là Hà gì ấy. Khi các bạn bấm vào nhiệm vụ Nô tài thỉnh An các bạn Thái bấm vào hậu, nhiệm vụ chính tuyến nô thì tài nó đã sẽ xin tự lỗi hoàng thượng. đi dẫn đường cho các bạn. Các bạn không phải tự tìm. Chủ nhân mau đặt tùy tùng chiêu mộ đường giao trận hình. Đây là giao diện tùy tùng này. Ở đây thì có 6 vị trí tùy tùng. Bấm vào 7 trận. Về trận hình của game Cung Đình Kế thì chúng ta sẽ có 6 vị trí và 2 vị trí cố định. Thì main của các bạn sẽ đứng ở vị trí cố định hàng giữa, có cái ô tròn màu đỏ này. Còn một vị trí màu tím này thì theo như các bạn ấy review nói ấy, thì chúng ta sẽ để tùy tùng tốt nhất ở cái vị trí tím này.
mình sẽ kéo tùy tùng vào đây. Chủ nhân có được tùy tùng mới rồi thì nhớ cho tùy tùng ra trận. Còn có thổi xong. Một điểm mà mình rất thích ở game Cung Đình Kế đó là chúng ta có thể di chuyển được nhân vật, chứa nhân vật không tĩnh như kiểu Mộng Hoàng Cung và Ngôi Sao Hoàng Cung. Và chúng ta có thể gặp được những người chơi khác trong giao diện của chúng ta. Như thế thì bạn sẽ không có cảm giác cô đơn. Ví dụ như là làm hoạt động hay là sự kiện gì ấy, thì các bạn có thể kéo theo các thành viên trong bang mình đi cùng nhau chẳng hạn. Như thế thì sẽ rất là vui. Đây là giao diện đánh nhau đây. Phe địch mạnh quá, mau dùng thập. Hãy chọn đối tượng dùng kỹ năng. Hãy chọn đối tượng tấn công kỹ năng. Đấy, chúng ta có thể tự điều khiển kỹ năng đối với mục tiêu. Khá là hay. Kỹ năng trong đây khá là đẹp. Giao diện trận đánh thì không xoay được như game Mộng Hoàng Cung. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là đồ họa kỹ năng khá là đẹp. Có thể tự động chiến đấu. Chúng ta có thể lựa chọn tự động hoặc là tự điều khiển. Khi mà chúng ta tự điều khiển kỹ năng ấy, thì sẽ có rất nhiều cách để qua được ải. Nếu mà chúng ta dùng kỹ năng theo thứ tự bài bản và thuần thục, giống như tự điều khiển kỹ năng bên Ngôi Sao Hoàng Cung. Dưới sự giúp đỡ của hoàng thượng. Game Ngôi Sao Hoàng Cung và game Cung Đình Kế thì chúng ta sẽ chơi theo giao diện là để điện thoại ngang. Còn game Mộng Hoàng Cung thì chúng ta chơi theo để điện thoại dọc. Không biết máy của các bạn thế nào chứ mình dùng con Tab A6 màn hình 5.5 inch thì chơi game này khá là rộng và trải nghiệm khá là hay. Nói chung là chơi những tựa game như thế này thì các bạn chơi trên máy tính hoặc là laptop hay là những cái iPad hay là cái Tab ấy thì trải nghiệm game khá là hay. Chúng ta còn có cả điểm hệ thống tính cách nữa. Nói chung là thời gian đầu game này thì cũng giống như các game cung đấu khác thôi. Chúng ta sẽ chỉ đi làm nhiệm vụ. Tí nữa xong hết các nhiệm vụ cơ bản thì mình sẽ thử review các chức năng trong đây. Game này thì đối với những bạn mà mới chơi ấy thì có thể giao diện nó hơi khó một chút. Còn những bạn mà đã từng chơi Ngôi Sao Hoàng Cung hoặc là Mộng Hoàng Cung rồi mà chuyển sang chơi game Cung Đình Kế thì các bạn cũng sẽ nhanh thích nghi được với cái giao diện của game này thôi. Ngày hôm sau. Thực, nếu không có ý này, Thái hậu đi nữa. Khung cảnh rất là đẹp, nhân vật di chuyển rất là mượt. Game Cung Đình Kế thì dung lượng cũng trên 1 GB, cũng như Ngôi Sao Hoàng Cung và Mộng Hoàng Cung thôi. Chúng ta có thể bỏ qua trận đấu. Chiêu mộ tùy tùng này. Chủ nhân hãy đến thường xuyên.
cách chơi con game này thì cũng giống như Ngôi Sao Hoàng Cung và Mộng Hoàng Cung thôi. Có thể nói con game này là phiên bản của Ngôi Sao Hoàng Cung và Mộng Hoàng Cung kết hợp lại. Đấy, nó cũng có danh hiệu giống như các Sáng game hôm khác. sau, Alan. Nói chung là mình thấy cũng giống cách chơi các game cung đấu khác thôi, cũng không có gì cả. Nhưng mà mình rất thích đồ họa của con game này. Đồ họa con game này mình nghĩ là hay hơn Ngôi Sao Hoàng Cung và Mộng Hoàng Cung rất là nhiều. Một tháng sau. Gieo quẻ. Ta nhìn quẻ xăm trong tay. Đứng dậy đi. Quả là hậu thế hậu đi nương. Mới đầu vào thì có thể các bạn sẽ hơi rối mắt một chút, mà dần dần thì các bạn sẽ thích nghi được thôi. Thái hậu không chấp nhận. Chủ nhân. Khi mà có quà hay là có cái gì nó sẽ hiện ở dưới màn hình này, các bạn bấm vào. Thăng Quan ở quan này, dưới chân tiên tử, đâu có dễ. bảo danh tiện thì mình cũng nói luôn là kênh của mình sẽ chuyên làm về các game cung đấu, mong là các bạn ủng hộ. Con game này thì nó có thể di chuyển được. Như vậy thì sẽ không gây sự nhàm chán cho người chơi. Ăn cơm không như giàu chết không nhạc. Ăn cơm. Ôi cái này phải thi câu đố cơ. Bỏ qua được không? Chồng già vợ trẻ là tiên là duyên nợ trần. Thôi mình chọn bừa đi. Toàn chọn sai. Ô, chọn sai cũng được lên quan này. Hư cấu. Nói chung là những cái bước đầu thì các bạn thi quan khá là dễ dàng thôi. Sau này thì càng lên cao thì sẽ càng khó khăn hơn. Khi lên quan chúng ta sẽ được mở thuộc tính này. Cộng 830 sinh lực. Dạo này thì mình khá là bận bịu cho nên là Sau này. mình sẽ ra video ít hơn một chút. Cho nên là các bạn đừng có giục mình ra video, mình rất là khổ. Được luôn ở bên chủ nhân, ta không mong gì hơn. Mình review rồi đăng clip này cho các bạn xem rồi mình cũng đi ngủ thôi, rồi mình đi Ala sao làm buổi tối. Sáng mai mình về cơ. Sáng mai mình về lại ngủ một giấc đến chiều. Khá là bận. Điện thoại mình sắp hết dung lượng rồi. Có thể mình sẽ review cho các bạn thêm vài phút nữa rồi mình sẽ ngắt clip. Đây chúng ta có thể dùng con này này. Chúng ta có thể dùng thú cưng, đây là tất cả các thú cưng. Hiện tại thì chúng ta đang có con mèo, mình sẽ trang bị con mèo. Ở đây thì điểm sinh lực mình thấy so với game Mộng Hoàng Cung thì game này tăng cung đấu khá là ít so với game Mộng Hoàng Cung. Đây nếu mà chỉ số sinh lực 600, tấn công 100, phòng thủ 60, di chuyển 10%. Nếu mà ở bên Mộng Hoàng Cung thì cái chỉ số này nó phải tăng 5 5k cung đấu là ít. Bên này tăng có 1 1k. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy các người chơi khác đây. Đấy, các người chơi khác cũng đang làm nhiệm vụ giống mình ấy.
Đấy, mình rất thích một điểm ở game này đó là chúng ta có thể nhìn thấy những người chơi khác. Như vậy thì chúng ta chơi game sẽ rất là Sau vui đó và không cảm thấy một mình. Lại lắp cái quẻ này tiếp. Lộc thành tan đá. Thôi, chán rồi, không làm nhiệm vụ nữa đâu. Mình sẽ review qua các tính năng trong game. Đây là cách chơi này. Đấy, các bạn thắc mắc thì có thể vào đây tìm hiểu cách chơi này. Ở đây còn có lịch từ thứ hai đến chủ nhật mỗi tuần. Đấy, các bạn có thể xem lịch ở đây để xem các hoạt động ngày này. Ở đây năng động. Đấy, năng động thì và các bạn vào đây làm nhiệm vụ này. Có năng động ngày, năng động tuần và có cả năng động ở chỗ bạn đời nữa. Phúc lợi. Đấy, phúc lợi thì chúng ta điểm danh mỗi ngày, thưởng online, đặc quyền VIP, ân điển của hoàng hậu, nạp đủ 600, 20 là 6, đây, nạp, cái này là nạp 200 nghìn, quà tăng cấp, quỹ. Chúng ta đầu tư 998 vàng và hoàn trả 5.800 vàng. VIP 3 trở lên được mua. Code này, các bạn có thể nhập code ở đây nhá. Mới vào thì game tặng code tân thủ đấy, các bạn có thể nhập ở đấy. Cửa hàng này. Đấy, có rất nhiều thứ để chúng ta có thể mua. Mới đầu vào thì các bạn nhìn mấy cái đồ họa này chưa quen đâu. Phải tầm 1-2 tuần thì các bạn sẽ quen. Quà nạp lần đầu này. Một bộ khá là xinh. Mình thấy bộ này khá là đẹp. Chúng ta nạp mà 20k trở lên thì có thể sở hữu bộ đồ này rồi. Sự kiện này. Trong sự kiện này thì có khá là nhiều sự kiện hay. Mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu nhé. Cái này có thể phóng to thu nhỏ được. Đây, dưới đây là thành tựu. Đấy, khi mà các bạn hoàn thành tựu gì thì nó sẽ có một dấu chấm đỏ ở đây để cho chúng ta vào nhận. Đấy, chúng ta có thể nhận ở đây. Túi trang bị của chúng ta này. Trang bị cũng giống như các game khác thì chúng ta sẽ có sức chứa ở đây. Giấy này. Chúng ta có thể bán được trang bị này. Giao diện quan phẩm. Cộng đồng. Chúng ta thử vào xếp hạng xem. Bạn top 1 đang là 388k cung đấu. Thời trang. Mình nghĩ là khá là nhiều bạn là mê thời trang đúng không? Con game này thì thời trang mình thấy đẹp nhất trong các game cung đấu rồi. Không phải bàn cãi nhiều. Các bạn có thể vào bộ sưu tập để ngắm thời trang này. Đấy, có rất là nhiều bộ đẹp. Các bạn có thể tự xem nhé. Tùy tùng này. Chúng ta cũng có thể xem được bộ sưu tập các tùy tùng. Đấy, rất là nhiều tùy tùng cho các bạn xem và lựa chọn và hướng đến. Còn bên này thì thời trang này. Level 21 chúng ta sẽ được nhận bộ này. Trang bị. Level 13 sẽ mở cái tính năng này. Hảo hữu này. Chủ nhân, tặng quà cho nhau sẽ tăng tình cảm. Trong đây sẽ có hảo hữu đồng hành, sổ đen và chứa thư. Đây chúng ta có thể tặng hoa. Tặng hoa cho hoàng đế.
sự kiện này. Đấy, chúng ta có thể check các sự kiện cung đấu ở đây. Chụp hình này. Con game này có tính năng chụp hình khá là tiện lợi. Mà chụp một phát ăn ngay và chụp luôn ở giao diện chính. Các bạn đã thích thì bấm một phát là chụp được ngay. Tặng quà. Tặng quà này là tặng hoa này. Tường nhà. Đây là danh thiếp của chúng ta. Các bạn có thể trang trí sao cho nó đẹp ở trang cá nhân của chúng mình. Giao diện chat này. Giao diện chat này thì mình thấy khá là giống với những game kiểu kiếm hiệp PK ấy. Cũng có cái giao diện chat như thế này, chúng ta có thể chat voi. Chúng ta giữ để ghi âm. Nhưng mà không hiểu sao mình không ghi âm được, chắc là chưa đủ level. Thôi. Có cái thư ở giữa màn hình. Thư này cũng không có gì cả. Khi bấm vào nhân vật chính thì sẽ vào đây. Chúng ta có thể thay avatar này. Tăng cung đấu. Danh hiệu. Thôi, có lẽ là mình review đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy game hay thì có thể chơi hoặc là tải game, hoặc là các bạn có thể nêu cảm nhận về game nhé. Mình đánh giá tổng quan thì con game này đồ họa khá là tốt. Có thể di chuyển được nhân vật và tương tác với những người chơi khác. Có một điểm mình không thích là đó là cái thanh chat. Thanh chat này mình tạo cảm giác cho mình kiểu khó nhìn ấy. Khó nhìn và khó thao tác. Nó không như chat Ngôi Sao Hoàng Cung hay là Mộng Hoàng Cung. Dễ nhìn, mình thấy hơi khó nhìn một chút. Còn tất cả những tính năng thì ở giao diện ở ngoài màn hình hết rồi. Các bạn cứ làm quen dần dần rồi thì sẽ quen thôi. Và có lẽ video của mình dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.